Hồi À tối giờ nó ngủ không được, nó muốn xuống văn dạ phòng của tướng vậy. Nó nói dạ bây giờ làm sao em biết văn phòng đặng em đi. dạ rồi chỉ ngựa cái máy ra chút xíu, nó hơi bị cắt cái trán nè. Trời Dạ ơi. trời ơi em vui quá. Rồi trước tiên là cho em hỏi nè, chị mặc áo đỏ là chị Vân, còn chị bên đây là tên gì? Em tin Nga. À chị Nga. Vậy là chị Hàng Nga xóm. có à, hàng xóm. Rồi chị Nga có xem được cái chương trình rồi mới báo cho chị Vân hay. Bạn của ông Vân là có một con khỉ ở trong kia là xem. Dạ Nó dạ kêu đi vô trong nhà nó là coi cái chương trình này giống cái trường hợp của mày lắm. dạ Em nói với con Vân á, em nói ủa sao em gọi hoài mà không bắt máy, để chị lấy máy chị gọi coi. Bây dạ giờ hả, em lên Google em hỏi cái văn phòng của tướng Dĩ mà ừ nó nói gì ở Sa Đéc gì á là dạ mình không biết là có phải hay không. Mà bây dạ giờ hả, thôi bây giờ hả mình nhắn tin vô số đi, nếu đọc tướng Vĩ đọc được á tướng Vĩ có thể trả lời cho mình lại hay là gọi lại cho mình. Chứ bây giờ nếu mà hả đi tuốt về dưới mà không gặp được nữa thì Dạ cũng khổ, đúng đúng rồi, xa đó. đúng rồi, nên liên dạ lạc trước, sau này cũng vậy, dạ các trường hợp khác cũng vậy, nên liên lạc trước rồi mới liên đi. lạc à, ngày hôm qua gọi tướng Vĩ trên dưới hơn 10 lần luôn mà không được, dạ rồi mới dạ ra về nhờ là chồng chị này gọi, thì rồi nhắn chị này tin, chị qua chị gọi nữa, dạ thì nhắn là tin tính chị thấy là không, chị thấy nhắn tin là em nhận được liền đúng không, nhờ. thì dạ dạ chứ gọi, bởi vì cả ngàn người em đâu có biết ai dạ gọi em chuyện biết gì. rồi, em biết tướng Dĩ là nhiều việc lắm. Dạ rồi ok, bây giờ thế này, việc đó mình tạm thời mình bỏ qua đi, em nghe cái tin anh mừng quá, em hồi hộp quá, nếu Dạ mà phải thì coi như là nó ra cả chùm rồi đó chị. dạ dạ Rồi thấy bây giờ đó tự nhiên dạ bây giờ ừ. hai ông bà thì ngồi ở trên đây rồi nhưng mà xin rồi cũng giấu không có cho nó biết cái gì hết đó. Mà bây Dạ giờ hả nó thì cũng muốn đi tìm cha tìm mẹ mà nó không biết làm sao mà nó tìm. Hai ông rồi bà lên bàn ngồi rồi. à ông bà mất Ừ. rồi Dạ hai ông bà mất hết rồi mà rồi đâu bây có giờ cho cho nó biết đâu, có sợ nó tìm về gia đình nó mà giấu riết tới khi mà mất thôi. Tới nay mà dạ nó vẫn muốn tìm gia đình nó mà nó không biết như thế nào để nó tìm. rồi Có cái rồi bây trường giờ hợp này giống giống nó nè, thành ra nó đem nó kêu con nhỏ Thủy đó mới nói là Văn ơi mày vô nhà tao đi, cái trường hợp này giống mày lắm. Cái trường hợp mà có lỗ tai có cái cục thịt rồi dư rồi này giống em mày sẽ liền. Rồi cũng nói là 3 ngày á sinh mày ở trong bệnh viện mới sanh được 3 ngày là sinh trong bệnh viện đem về, tao thấy cũng giống nữa. Nói chung là thấy thấy cái chị Thanh đó chỉ có cái cằm trẻ giống mày nữa. Rồi còn cái ông ba nuôi thì ổng nói là có cục thịt dư mà tao cũng thấy mày có thịt dư luôn. Tao thấy nó cũng giống đủ thứ hết nên đó hả. Ngày hôm qua nó kêu em vô trong đó vô gấp liền, tao thấy trường hợp giống là ngày hôm qua vô mà hai đứa cứ gọi hoài không được mà không biết cách làm sao. Mới Rồi về nhờ vợ chồng chị này. rồi cho em Đó. hỏi nè, bây giờ cho em hỏi để nó xúc tích câu chuyện ha. Rồi cho em hỏi là chị Vân đó, là trước đây chị có biết chị là con nuôi không? Biết À chị biết con nuôi từ lúc chị khoảng bao nhiêu tuổi? lớn rồi mới biết, À lớn lớp không phải là 10 tuổi mười mấy tuổi gì á, ừ xong rồi là ba mẹ nói chung là giấu dữ lắm nhưng mà người ta đồn 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 từ từ cái là mình mới biết. dạ rồi trong gia đình của chị thì có tất cả mấy anh chị em hết? Không, ba mẹ chị không có con mới xin chị về nuôi có mình nó à. Ồ vậy là chỉ có một người duy nhất, rồi em hiểu rồi, vậy thì có khả thi rất là lớn. Dạ khả thi lớn đó chị. Rồi cho em hỏi thêm đó là trước đây thì ba mẹ chị là ở huyện nào tỉnh nào? Ba mẹ chị là ở Quảng Trị. À ở Quảng Trị. À, nhưng mà cái khi mà chị lớn lên là chị lớn lên ở Quảng Trị luôn hay là ở đâu? 5 tuổi á, là ba mẹ chị đem chị vô ở đây tới giờ. Từ đâu vô? Từ ở Đà Nẵng đâu không biết nữa. Nói chung là 5 tuổi ở đây. Quê thì Quảng Trị, quê ba mẹ là Quảng Trị. Dạ. Nói chung ông già ông đi làm đủ chỗ. Dạ. Ông già hồi đó đi lính. Ông làm Dạ. gì lớn? Ông làm gì truyền tin. Dạ. Làm cái gì truyền tin đó hả? Thì có nghĩa là
Chị nghe nói là từ lúc 5 tuổi thì bắt đầu là nhà mới rời ra ở ở ngoài đó. Còn trước đó thì ở đâu thì chị có nắm được không? Ở Đà Nẵng. À, trước đó là ở Đà Nẵng. Nói chung là ba chị đóng quân khắp nơi nên Ừ. nên nên là chỉ biết vậy thôi à. Dạ. Rồi thì cái đó không sao, bởi vì là trước đó mình không biết thì mình nói không biết. Ừ, cái gì mình biết thì mình nói biết. Đó, Dạ. chị biết là ở trong bệnh viện là mẹ sanh ra được 3 ngày là cái bà hộ lý bà kêu ma mẹ nuôi chị là có bé gái này thấy xinh lắm mà anh nuôi không, rồi xin về nuôi đi, cái là mẹ mẹ nuôi chị vô xin chị về nuôi, biết vậy thôi à. Dạ, rồi chị có biết là ở bệnh viện nào không? Không, Không có nghe nói. không. Dạ, và... Nói chung ba mẹ chị giấu cũng kín lắm, ba mẹ chị giấu kín lắm mà chị biết là con nuôi là bây giờ ở cái làng Hưng Lộc này chứ ai cũng biết chị là con nuôi hết. Dạ, để cho em hỏi là hồi đó đó thì là có nghe ba mẹ chị nói là xin chị về năm mấy không? Thì bây giờ trong thai sanh Anh chị Lê ơi, là bắt đồ 70 em ơi. 1971. À, 1971. Dạ, thì cái việc này vị cũng ghi nhận như vậy. Còn cái chuyện mà để đôi bên Đúng xác rồi, nhận đó, đôi bên xác nhận thì đang còn qua nhiều bước nữa. Rồi còn cái bước nhiều cuối lắm cùng... rồi, đúng rồi, cái này là mình chỉ có thấy nghi nghi ngờ ngờ thì là báo là vậy thôi chứ còn còn phải qua nhiều giai đoạn mới biết được. Dạ, và nó cũng đơn giản lắm. Bây giờ có nghi ngờ thì mình xét nghiệm ADN cùng cùng cô là ok Đúng hả? Chứ không có gì khó khăn hết trơn á. Nhưng mà em thấy khả thi cao lắm đó chị. tại vì là ngày hôm qua đó là con nhỏ kia vô á, nó coi nó cũng kêu trời, em nghe hả, em nói mấy người nói chuyện trong đó mà ngoài đây em nổi da gà hết Nó trơn, rung hết luôn, tay chân con nhỏ kia nó rung hết luôn. là nói á, ông Văn nó kêu giờ em muốn muốn biết cái văn phòng ở đâu rằng em đi xuống dưới. À, mới lên trên ngay chỗ Google hỏi văn phòng Tuấn Vĩ kết nối yêu thương ở đâu thì nó lên trên ngay chỗ thành phố Sa Đéc gì đó, Dạ. ngay chỗ đó. Ừ, kêu không biết là có chính xác hay không, sợ không chính xác, mới nhắn tin vô trong cái số cho Tuấn Vĩ như vậy Đúng đó. rồi. Rồi em chị nè, em chị thứ nhất là chị cho nói với chị, với hơn nữa là trước cộng đồng em cũng nói luôn là gọi cho em đó thì thật sự mà nói là cả hàng ngàn cuộc gọi nên em không thể nào có thời gian để Dạ em biết tiếp rồi, biết tiếp rồi. hết. À, cho Dạ nên biết. là mỗi cuộc gọi như vậy là ít nhất là cũng phải tốn mấy phút, mà mình không có, đôi khi mình không có giải quyết được cái những cái việc gì hết trơn á, toàn là hỏi rồi tham khảo rồi hướng dẫn rồi này kia nên mình không có nghe được hết. Vì vậy cho nên sau này nếu có ai báo tin việc gì á thì cứ nhắn tin cho Tuấn Vĩ, là Tuấn Vĩ đọc cứ lướt qua là biết liền hà, chỉ cần mấy giây là mình biết được cái nội dung liền đó. Cho nên là sau này có việc gì thì mong cộng đồng chúng ta cùng nhắn tin cho Tuấn Vĩ, tốt nhất là vào Zalo. Ừ, đó thì cho em hỏi thêm nữa nè, là hiện tại bây giờ là hai chị là đang ở Đồng Nai hả? Vâng, ở Đồng Nai, Dạ. ở gần Dầu Giây, cách Dầu Giây, cách ngã ba Dầu Giây 1 cây số. Dạ. Thì em thấy nếu mà nhìn qua hình thức đó thì em cũng thấy chị Vân cũng có nét là giống 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 chị Thanh đó. Em thấy cái cằm trẻ nè, cái cằm trẻ với lại cái lỗ tai là mình thấy coi Dạ. cái trong đó là mình thấy là cái này là cũng như là nó rất Khả thi là ha. giống. Ừ. Dạ, nhìn cái cằm trẻ. Dạ. Vấn đề ở đây đó là vấn đề chị Thanh là con nuôi. À quên, chị Di Vân là con nuôi. Chứ còn nếu ví dụ như chị Vân không phải con nuôi thì mình đâu có bàn tới hình chi. Dạ À, dạ đúng rồi, à, từ ví dụ, đó à, đúng bạn rồi. bè thì hồi nào cũng giờ nó cứ bảo là sao không đi tìm mấy cái Có biết sao, chương trình đi, giờ biết mà sao tìm. ngại lắm không biết Ừ. sao, giờ biết Có vậy không sao tìm được. Thấy nó phiêu lưu quá mà Ừ. sao tự nhiên ngày hôm qua bạn nó cứ hối thúc vô chạy vô coi cái chương trình này, giống lắm giống lắm. Thì lúc đó chạy vô coi hai đứa ngồi gọi điện hoài không được, mới nhờ cái chị này chỉ gọi giùm thì chị nhắn tin giùm thử coi làm sao, chứ hai đứa làm hoài không được, tính bỏ Dạ. cuộc rồi. Vậy là có một chị kêu bằng chị Thủy hả? Chị Thủy chỉ phát hiện ra trước hả? Ừ. Chị Thủy. Dạ. Rồi cũng cảm ơn chị Thủy qua đây, thì cũng cảm ơn chị Thủy đã xem chương trình rồi để mà biết được cái việc này. Rồi còn Chị chị Nga. Thủy đó Ừ. là chị cứ nói tội tội chị Vân. Ngày nào tao cũng phải theo dõi cái chương trình này để tao tìm cho mày hết á. Nó cứ nói Trời mày ơi, không vậy tìm hả? nhưng mà tao tìm cho mày, cái chị Thủy đó đó là chị gặp Dạ. cái là chị nói đó. Dạ. Rồi còn chị Nga thì có thường xem không? Ít coi lắm, À, chỉ ít coi coi. lúc trước lâu lâu á, lúc trước có coi
Nhưng mà thời gian là không có làm một thời gian rồi. Sau này chú nghỉ làm thì mình lại chưa coi. Hồi đó là chị hay coi, là coi lúc đó Tướng Vĩ đang kết nối mà vợ chồng rồi gì á, tìm bạn Ủa, với nhau á, à coi vậy cái đó là rồi xong rồi cái thấy vậy thôi cái bỏ không coi nữa. Bây giờ mấy bạn bè nó mới kêu mới coi rồi. à vậy đó ha, vậy là có nghĩa là chị Vân cũng đã xem chương trình của em rồi. Xem mà chị thấy là kết nối vợ chồng gì không không mà nên không có coi, nên không có coi. Mà sau này Tướng Vĩ làm kết nối cái này nè thì chị cũng không coi nữa, mà bạn chị nó coi rồi nó kêu, nó nói mày không coi nhưng mà ngày nào tao cũng coi hết, tao coi để tao tìm giùm cho mày, nó nói như vậy đó. Thì bữa nay tự nhiên Rồi rồi bây giờ thế này là trước mắt á, là em nắm được cái thông tin này là em rất là vui vì có nhiều điểm khả thi. Thứ nhất là cùng cái độ tuổi năm sinh này. Điều thứ hai nữa là có cái cục thịt dư này. Điều thứ ba nữa đó là chị là cũng là con nuôi. Đó, điều thứ năm nữa là cũng là cái người mà ở miền Trung này kia đó, bởi vì cái khu vực ở đó là miền Trung nhiều lắm. Kể cả là bên bên gia đình nuôi của chị Thanh cũng là ở người miền Trung luôn. Đó, rồi bên gia đình ruột cũng là người miền Trung luôn, là tức là chú Trâm đó là ba của chị Thanh đó, cũng là người miền Trung, người Huế, người Quảng Trị này kia gì đó, cho nên là khu vực đó là người Quảng Trị này kia nhiều lắm, cho nên là nếu ba mẹ nuôi của chị Vân mà cũng là cái người ở ngoài Quảng Trị thì nó rất là khả thi nhiều. Đó thì bây giờ cái bước tiếp theo đó là em sẽ truyền tải câu chuyện cho gia đình biết, cho gia đình bên nội ngoại biết. Chị biết ông trò ơi, hôm trước em vui, gia đình của bên chú Trâm đó gặp chị Thanh rồi mà trời ơi cả gia đình ai cũng khóc òa hết trơn á, bởi vì là bản thân của chú Trâm mất là không có con, mất là không có đứa con nào, tự dưng bây giờ lòi ra được chị Thanh, mà bây giờ lòi ra được chị Vân nữa là coi như gia đình rất là vui khi mà nhận được hai đứa cháu, nhận được hai đứa cháu ngang hông, tự dưng trước đây là mờ mịt không có nghĩ là Mừng chú Trâm có con. mừng ruột thịt là người ta gặp lại nhau mừng. Chị á thì nói chung á, chị thấy cái thứ nhất là ba chị nói là 3 ngày ở cho sinh trong bệnh viện, mẹ chị nói sinh trong bệnh viện là 3 ngày rồi sinh đẻ mới được có 3 ngày là sinh về. Cái thứ hai nữa là chị nghe là có cái thục thịt dư ở lỗ tai đó. Cái thứ ba nữa là chị nghĩ là tại vì ba mẹ chị là người miền Trung, mà chị nghe ở trong cái chương trình của Tuấn Quỷ là bên 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 nội cũng người miền Trung, thì chị thấy nó trùng nhiều thứ nên chị mới mới gọi điện cho Tuấn Quỷ. Chứ mà chị nhát cái vụ này lắm mà không biết thì nó như thế nào. Chị muốn tìm nó lâu lắm rồi nhưng mà chị không biết làm sao mà để tìm bạn bè, thì mỗi ngày mỗi thúc là phải tìm, tại bây giờ nó ra nhiều chương trình đi tìm người thân lắm, đi tìm đi cứ bảo vậy đó. Mình cứ nghĩ là bây giờ ổng bả chết rồi, ổng bả chắc cũng phải có một cái gì ở trên đây mắc nợ con quan, là ổng bả nói chung là bệnh rất là nặng, cứ đi theo nuôi 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 hết ông tới bà, hết ông tới bà đi bệnh viện nuôi. Mà khi ông bà mất trước bắt đầu tới ông, mà cứ giấu kín cái chuyện mà cái chuyện là sinh nó ở nguồn gốc ở đâu, cứ cháu nó bây giờ hả. Theo mình nghĩ đó là xuống đó ổng bả chết, xuống đó ổng bả mắc nợ con Vân ở trên đây cái gì, thành ra bây giờ ổng bả phải làm cái gì cho nó hay sao. Thật cái đó là nó thật. Mà điều quan trọng nữa là trước đây chị Vân đã từng hỏi ba mẹ chưa, hay là không hỏi thì ai biết đâu mà trả lời, ví dụ là như vậy. Không dám hỏi Nó luôn, không cho biết thì đâu, đó dám thì đó thì cái nhiều lúc đó cái em xin lỗi, cái đó là do cả đôi bên chứ đâu phải là do ông bà đâu. Ví dụ như là ai biết không dám ngứa hỏi, con nhỏ này không dám đâu, thì đó, ai biết ổng mất ngứa chết. chỗ nào mà gãi, cái tự dưng con mình nó đang sống dậy, cái tự dưng nói ba mẹ mày ở đó ở nọ nọ kia, rồi đôi khi lại lại Không tưởng dám rằng là hỏi rồi lại tưởng rằng á là sợ chị Vân tao tự đang nuôi ái. nó vậy, đi kiếm cha mẹ khác Đúng mà rồi nuôi nó cưng lắm, ổng bả cưng nó dữ lắm, thì đó không cưng mà. thì không hỏi biểu lấy đâu mà nói, chẳng thà như là chị Vân hỏi hoài mà ông bà không nói đó thì trách ông bà được, chứ đường này không hỏi thì đôi khi của cái đó cũng giống khi chìm vào quên lãng rồi. Ok chị, thì bây giờ cái thông tin em nắm được như vậy thì em sẽ cập nhật lên cho nội ngoại đôi bên biết. Rồi theo em nghĩ đó
là cái lời trình bày có giống cỡ nào, có trùng khớp cỡ nào chăng nữa thì cũng đi đến cái bước ADN thôi. Bởi vì là mình không có căn cứ nhiều đó thì mình phải đi đến cái bước đó. Chứ còn không có cách nào khác, cho nên là Tuấn Vĩ nghĩ là không có gì khó khăn hết trơn á, gửi cái mẫu về 3 4 ngày sau có kết quả hả? Dạ Trúng là trúng mà không trúng là dạ trật à. dạ trắng là trắng, là đen Yeah, nó đúng rõ ràng. rồi. Dạ Còn cái độ tuổi đó thì là ở trong cái việc mà chị Vân là sinh chị Nga chị Thanh sinh năm mấy chị có nhớ không? Em nhiều hoàn cảnh quá em không có nhớ. trong đó thì nói là chị Thanh là 70, là nghe bố nuôi của chị Thanh nói là 70 đấy, Ủa vậy là mà hoàn toàn. ba mẹ chị là làm giấy khai sinh cho chị là 71. Dạ, thì chênh lệch nhau năm không có vấn đề gì hết trơn á, không vấn đề gì. Dạ. Tại Rồi. cái giấy tờ ngày xưa thì nó như vậy. Dạ. Không vấn Dạ đề gì đâu. Giống như Tuấn Vĩ thấy đó, đôi khi có những người mẹ sinh ra con mà bây giờ mẹ vẫn còn sống với con, mà bây giờ hỏi con sinh năm mấy thì ba mẹ cũng không có nhớ nữa mà. Hoặc là đôi khi khai đôn tuổi lên để có một cái việc gì đó, ví dụ chẳng hạn như để đi học sớm. Chẳng hạn như vậy, còn có nhiều người thì khai sụt tuổi xuống. Thì cái chuyện đó chuyện bình thường không sao hết. dạ Bình thường. Rồi mừng quá. đúng dạ Rồi vậy để đó em. thì cứ thấy giống như vậy nên 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 đó. Không biết là có tìm được không, thì thật sự ra hồi tối là chị cũng không có ngủ được, chị cứ nghĩ đủ thứ chuyện hết. Chị Nó đòi đi á, nó đòi đi đi kiếm nhờ văn phòng. nhờ anh chồng chị này nè, đi với chị đi xuống văn phòng của Tương Dĩ trình bày sự việc cho nó như thế nào, còn nếu mà nó không có trùng khớp thì mình cũng đăng lên, mình đi tìm ba mẹ luôn. Đúng đúng rồi, thì sẵn cái cơ hội này thì đăng lên để nếu ví dụ như không trúng chỗ này có thể trúng chỗ khác nếu cái duyên nó Đó, tới. đó là tìm ba mẹ luôn đó. Rồi, cái đặc điểm của chị là có cục thịt dư mà cái lúc mà chị lớn lên chắc là đã thấy vậy rồi hả chị? Đúng rồi, Đúng thì rồi. cục thịt dư này nó nằm từ bé tới giờ nó vẫn vậy. Ok chị, rồi em nắm được cái câu chuyện rồi. Thì em sẽ cập nhật rồi bước tiếp theo như thế nào em sẽ báo cho hai chị biết ha. Ok. Ơn anh Dạ, Tiến bây giờ xin xin ơn trên đi, kiếm được cội nguồn, kiếm được mẹ, kiếm được ba anh luôn, kiếm kiếm được bên nội bên ngoại luôn. yeah. Mấy đứa bạn nó cũng kêu ta gian gái đi, xin ba mẹ nuôi rồi xin ba mẹ xin ơn trên gian gái cho tìm Không được có. Gian hôn sinh, mùng gian sinh, gian gian sinh. sinh Chứ đừng có nói đó, gian gái. ăn xin cho mày tìm được cội nguồn đi, mày cứ thành tâm mày gái là được. Không không, Mấy đứa sinh sinh. Xin nói xin đừng nói gái bạn xin xin gian xin ăn xin đó thì được nó rồi. cứ kêu vậy. Mấy hôm qua nay bạn bè nó gọi tới nhiều lắm. Dạ, vậy thì bây giờ văn phòng của Tuấn Vĩ là ở đâu Tuấn Vĩ Em vẫn ở Sa Đéc Đồng Tháp nhưng mà à? chủ yếu là cái việc mà khai thác về thông tin kiếm người á thì không cần phải đi chi cho xa xôi cực khổ gì đâu, chỉ cần ngồi ở nhà như này nó phải là khỏe không. Dạ. Cung cấp đầy đủ thông tin là được chứ không không nhất thiết. Rồi có cái việc gì hệ trọng này kia thì mới tới. Cứ không biết là cái văn phòng ở đâu, muốn tới văn phòng kêu Văn nó kêu giờ bao xe 4 chỗ về, chị nhờ em qua, em nhờ anh Minh, chị nói anh Minh tiếng đi với em đi xuống Sa Đéc, mà kêu phải liên lạc được chứ Tướng Vĩ mới đi Đúng được, chứ làm rồi. sao mà không liên lạc xuống dưới rồi tìm tìm không ra rồi mắc công lại tốn Không phải tìm không ra nhưng mà có nhiều khi em đi tỉnh khác, em đi kết tiền. nối cho gia đình này, gia đình kia này kia đó. Cho nên là tốt nhất sau này cũng vậy, nếu cô chú nào mà muốn gặp Tuấn Vĩ ấy, thì là cứ liên hệ qua điện thoại và Tuấn Vĩ có hẹn rồi mới đi chứ còn không hẹn đừng nên đi. Rồi, ok vậy nha chị nha, hẹn gặp lại Dạ, nha. cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý Bữa nào mà vị. trúng đó, trúng là mình lên Gia Lai lên thăm nội thăm ngoại trến luôn, cô Hường cũng sắp về đó. Dạ. Cảm ơn quý vị. Rồi, rồi bye bye. Dạ, bye bye. Cảm ơn quý vị nha. Dạ chị.